Vâng, em xin chào anh. Hôm nay em test bàn giao lại cái con NFR7 của bác khách đã đặt cọc trước 500. Đấy, và bác lấy con máy này sau nghỉ lễ nhé. Thì là hôm nay bắt đầu chuyển đi cho bác, thì em test lại một chút cái con NFR7 cho bác này. Đấy, thì con máy này là con Onkyo NFR7 với cái các cái kết nối đầy đủ luôn là điện thoại máy tính, tổng quang TV, USB, rồi là kết nối Bluetooth nhá. Thì nó hôm trước là các bạn đã test các cái chức năng này rồi, thì hôm nay em test lại một lượt một xíu thôi. Điện thoại chạy này. Đây mình muốn chuyển sang các đường quang gắn input ở đây nhá. Chuyển nó sang đường vào là có hai đường vào, digital 1 hoặc digital 2 nhá. Đấy. Thì sau khi chuyển thì mình sẽ cần chờ vài giây để cho nó nhận đầu vào các bác nhá. Đấy. Ví dụ như ở đây em đang cắm là cổng digital 2. Thế thì em phải chuyển sang digital 2 cơ, nhưng mà trước tiên là cắm cái số in 1 trước nhá. Để xem nó có lên tiếng không đã. Ok, là đường in 1 có lên tiếng này. Rồi bây giờ em chuyển về đi digital 2 nhá. Bây giờ em chuyển sang digital in 2 cho các bác. Đấy. Đây, số in 2 nhá. Đấy. Đấy, chạy ok đúng không ạ? Coi ngân tiếng dài kia tàu về bến xôn xao người. Đấy, ok nhá, chạy nhá. Đấy, USB thì mình cắm USB vào thôi. Từng người xuống người có. Đấy, sau đó bấm play USB nó sẽ chuyển sang USB thôi. Đấy. Đấy. Đấy, ok nhá, là chạy USB này. Đấy. Nói chung là để test thêm nữa các bác thôi. Đấy, Bluetooth này, đây chức năng này là hôm trước chưa test thì hôm nay test nốt này. Thì cái Bluetooth này muốn kết nối nha, thì mình sẽ lần đầu tiên kết nối thì mình sẽ ấn Bluetooth này, sau đó ấn và giữ nút Bluetooth này. Đấy, để cho nó nháy xanh. Ấn và giữ nút này nha, trong khoảng 3 giây đến 5 giây nó sẽ chuyển sang cái đèn xanh nhấp nháy như này và nó hiện chữ pairing như này. Đấy, thì lúc này thì trên điện thoại của chúng ta sẽ tiến hành dò tìm. Mình sẽ mở Bluetooth lên. Đấy, và mình sẽ dò nhá. Đấy, dò thì nó sẽ có các danh sách các thiết bị hiện có này. Đấy. Các thiết bị hiện có nó sẽ hiện một lúc sau thì nó sẽ nó đang tải thông tin thiết bị này. Đấy, thì các bác thấy là ở đây nó đã hiện một cái thiết bị đó tên là Onkyo NFR7 chưa ạ? Đấy, thì mình kích vào đây. Thì đang ghép đôi này. Đấy, thì đang ghép đôi thì mình thì đã kết nối cho âm thanh thì mình ra cái mục bên vừa kích nhầm tí nhá, thì các bác chờ em một chút. Đã kết. Đây. Sau khi kết nối xong thì mình phát nhạc từ cái thiết bị phát của mình ra đây thì nó sẽ có tiếng ra đây thôi. Đấy, các bạn thấy không? Đây tiếng ra nhá. Đây, dừng này. Dừng play này. Power play này. Đấy, chạy ok luôn nhá. Đấy, như vậy tất cả các chức năng để hoạt động nhá. Cảm giác đau nhất với anh không phải là gì. Đấy, thì con NFR7 này chạy full chức năng nhá. Đấy, thì tất cả các chức năng test là ok nhá. Thì bác nhận hàng và thanh toán nốt cho em cái tiền hàng nhá. À, có cái này thì là có cái CD thì là bên em không bao chạy rồi, đúng không ạ? Thế là thôi, không bỏ qua, không test nhá. Đấy. Đấy, thì cái này bán chủ yếu là 3 triệu công suất để về cắm điện thoại máy tính nghe nhạc mà. Đấy, thì hôm trước có cái Bluetooth chưa test nốt rồi, NFR7.
Onkyo nhá. Vâng. Xin chào các anh, xin gặp lại các anh trong những cái video tiếp theo của bên em.